có những cây ra hoa này các bạn. Đây, sim này. Có những cây về đến 60 phân rồi đó các bạn. Cây sim giống này, cây mít nhá, cây bưởi nhá các bác nhá, đủ các loại cây. Trước khu vực này các bạn là toàn sim là sim đấy. Đây còn vườn này nữa này. Ít sim đây nữa. Mấy cái này mới đảo luống các bạn, mới đảo luống cho sang bên này đấy thôi. Đây cái sim. Như em thấy một số bác ở khu vực em ấy, những cái bác mà hay lấy cây giống ở bên em ấy, thường thường là các bác ấy hay phối hợp trồng như thế này này các bạn. Một là các bác ấy trồng cây dổi này, trồng xạ đen này, sau đó là trồng xen cây sim vào, vì cái tuổi đời cây sim nó cũng không được lâu các bác, nó cũng không cao, nó cũng tầm bụi bụi thôi. Đấy, tầm 2 mét thôi. Và cái sim thì có nhiều tác dụng các bạn ạ. Giá trị kinh tế thì cũng cao. Như kiểu là lấy ngắn nuôi dài các bác. Nói thẳng là nếu mà mình lấy cây sim làm chủ lực cũng được mà các bác. Nói ví dụ như là các bác ấy trồng sim này, bán hạt, bán quả sim này. Nếu mà phần còn lại thì các bác ấy làm rượu sim này. Đấy. Nói chung là bây giờ phần đa là nhà khách bây giờ người ta đi nhậu các bạn, người ta toàn uống rượu hoa quả thôi. Ít khi người ta uống rượu như là rượu mật hoặc là rượu chăn, rượu rắn thì bây giờ người ta không 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 uống cái đấy mấy đâu các bạn. Bây giờ người ta uống như là rượu chuối hột này, rượu sim này, rượu nhãn này, rượu ổi này. Đấy. Có những bác ở bên em theo em biết đấy là các bác ấy trồng sim ấy. Riêng bác ấy bán rượu quanh khu vực bác đấy thôi. Đó. Mang về bao nhiêu cái lợi nhuận rồi bác ạ. Rượu thì mình tự nấu được mà nó có đáng bao nhiêu đâu bác. Đấy, có mười mấy nghìn một lít. Xong ngâm quả sim này vào. Giờ bán 20-30 nghìn một lít các bạn ạ. Chưa tính ở các điểm du lịch bán đắt. À, đến 40-50 nghìn, 60 nghìn một lít đấy, có khi một chai nó 40-50 nghìn rượu sim ấy. Nói chung là mỗi loại cây nó có một giá trị khác nhau các bạn. Như hôm nay đấy, các bác hôm nay ngày mùng 9 tháng 9 2020 vừa có báo xong mà là cây quả chám đen đấy các bạn. Đấy. Bây giờ đắt hơn cả thịt lợn. Ghê. Mấy bác trồng cách đây được 2-3 năm mấy bác bây giờ là hốt bạc. Giá bán lẻ là 220 đến 250 một cân các bạn. À đâu, 120 đến 150 một cân quả chám các bác. Quả chám một cân nó còn được ít lắm các bạn. Quả to mà. Đâu có được bao nhiêu đâu. Mà các bác hôm nay đọc báo lên bảo báo tìm cái cây hoài. Các bác vào cái trang Zalo của em ấy, em để bài báo 24 giờ. Người ta bán trong chốc mắt các bác ạ, mấy tạ chám mang đi Hà Nội vèo phát hết luôn. Đấy là giá trị của cây chám các bác ạ. Còn cây sim này thì như em vừa nói các bác đấy. Vừa để ăn, vừa để bán các bác. À, vừa để ăn, vừa để bán, vừa để ngâm rượu. Mà cái vòng đời của cây sim này nó cũng ngắn thôi các bác ạ, nhưng mà nó lên bụi thì những cái hạt của nó rơi xuống thì sau này nó vẫn được các bác ạ.
Nó vẫn mọc là cây và nó vẫn cho giá trị như cái cây mà bên em đang bán cho các bác ấy. Cây cao như này các bạn, có hai loại các bác nhá. Loại này và loại kia, giá hai giá khác nhau đấy. Còn đây là cái mít này. Đó, em quay thế thôi các bạn, em ra ngoài đây. Em ra quay cây tràm đen cho các bác xem nhé. Các bác nhìn này, lưới này, các bác nhìn mắt này, con muỗi không vào được các bạn. Mà cái mắt lưới này nó li ti như kiểu cái tăm của mình các bạn. Đấy. Ê mấy gì đầu tư phải như thế các bạn. Bây giờ em sẽ qua khu vực ươm cây tràm nhé các bác nhá. Ngày trước toàn bộ cái khu này này các bác này, ngày trước toàn bộ khu này là toàn cây giống hết đấy, bây giờ nó bán hết rồi. Đấy, sang năm mới lại ươm lại. Đây tràm đen đây quá, còn một ít đây. Hôm nay xuất đi đâu mà hết tràm đen nhỉ? Đây còn ít tràm đen đây các bác này. Ôi, còn ít thôi các bác ạ, gần hết tràm đen rồi. Để em ra hỏi cho nhé, cái hôm vừa rồi thì nó xuất đi đâu hết rồi. Hôm nọ chắc phải đến gần nghìn cây các bạn ạ. Cây chấm đen ấy. Giờ không biết xuất đi đường nào rồi. Em thấy cứ mày đi nhé. Bây giờ ôi, chú em chú xuất đi. Đây là con cây chấm trắng. Chị ơi, cây chấm đen hôm nọ còn nhiều mà nhở, đi đâu hết rồi nhở? Chấm đen đấy. Dạ. À thế à? Đấy các bạn. Xuất đi rồi các bạn. Còn một ít chấm trắng, chấm với lại một ít chấm đen thôi các bạn ạ. Với lại cây dổi, cây mít. Đấy, chấm đen bây giờ nó hot lắm đấy các bạn. Còn một ít nữa thôi, các bác không nhanh là cũng hết đấy. Các bác thấy cái video gần nhất của em đấy, còn có rất là nhiều lô với lại bọn em ghi rõ ràng phân lô từng ô đấy các bác. Bây giờ nó thay vào đây là toàn những cây mít, cây dổi với lại còn ít chấm đen. Và các bác muốn cái chấm đen bây giờ là cũng hơi khó đấy, đây lại phải đợi. Hôm nọ toàn cây cao các bác ạ. Nói chung là cây giống của bên em là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhé các bác nhé. Nên lúc nào cũng khan hiếm. Đây còn đúng một ít cái này đấy các bạn. Với lại còn đây, chỗ này nữa thôi. Ôi chỗ này được bao nhiêu cây? Chỗ này chắc được. Chỗ này còn một ít thôi. Nhanh quá. Này, còn mỗi chỗ này mà. Chỗ này là mai em xuất đi nốt là xong. Các bác lại phải đợi cái lứa kia kìa. Lứa bé bé kìa.
Bây giờ của em cũng thấy là dài rồi đấy các bạn. Cảm ơn các bác đã xem video nhé. Các bác muốn bác có nhu cầu cây giống thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại em để bên dưới màn hình nhé các bác nhé. Đấy, có rất là nhiều loại cây. Các bác muốn cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em để em tư vấn. Cảm ơn các bác đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo.